tại chỗ chắc biết là con quá đủ rồi, tại chỗ là anh làm đây rồi, trên đây dựng từ trên đây hướng xuống để có thể thấy hết khi hình hết các bạn học sinh là các Nguyễn Văn Toàn à. Rồi bây giờ các con phải kim tiểu ni lúc nào cũng không bao giờ rời cha mình, đó là kim tiểu long hết á, cho nên là bé kim tiểu ni sẽ ngồi vào trong lòng yêu thương của ba kim tiểu long, và sau đó các con hãy nhìn vào cái chiếc điện thoại của cô để mà có một tấm hình thật đẹp nha. Rồi bây giờ các con đến một cái bàn nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa qua đưa lại cho nó lung linh nha. Thưa tất cả quý vị và các em, thì phải nói là trong cái chương trình mà nước ngọt cho em ngày hôm nay do tỉnh đoàn tỉnh Bến Tre phối hợp với các đơn vị tổ chức cũng như là với sự tài trợ của nha khoa Anna, là một nha khoa tại thành phố Hồ Chí Minh rất là có uy tín, ở đó đội ngũ của nha khoa Anna luôn làm cho tất cả các khách hàng có những răng sứ tỏa sáng, những nụ cười trở nên thân thiện với nhau. Cho nên là nếu bà con của chúng ta ở tỉnh Bến Tre, nếu có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh mà làm về răng sứ hoặc là để có những nụ cười thật là đẹp về răng, thì bà con của chúng ta cũng có thể là đến với địa chỉ số 2830 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10. Ở đó Anna, nha khoa Anna sẽ mang lại cho tất cả bà con những cái sản phẩm mà Anna gửi gắm qua nụ cười để cho quý vị tươi đẹp thật là trọn vẹn, và ở đó bà con của chúng ta có những cái hành trình cũng với nhà khoa thật là tuyệt vời. Cho nên là bà con của chúng ta nhớ cái địa chỉ nha, 2830 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10 nha Anna. Về lịch sử, về ẩm, về tất tụ tập, những gì nói về Bến Tre của chúng ta ngày hôm nay thì các bạn đã biết chưa ạ? Rồi, nếu như mà các bạn chưa biết thì thầy cô sẽ để cho các bạn biết và truyền tải thông tin này xuống. Thì khi đó các bạn sẽ là những diễn viên nhí, những người mẫu, những diễn viên vô cùng chuyên nghiệp trong những cái clip đó để có những cái clip thi gửi về ban tổ chức chương trình của chúng ta. Và các bạn có biết một trong những vị giám khảo vô cùng là gọi là chuyên nghiệp, rất hiểu biết, rất là chuyên nghiệp, rất hiểu biết về cái những cái video chuyên nghiệp, những cái clip về YouTube nè, hàng triệu view, hàng lượt lượt, có những cái lượt view rất cao, thì các bạn có biết là ai không ạ? Rồi, chỉ biết là các bạn không biết tại chị nói đâu, các bạn biết đúng không? Đó là anh Phương Dường, ở đây có bạn nào biết anh Phương Dường không? Quá trời, các bạn biết luôn, quá nhiều cánh tay, rồi. Hình như là Phương Dừa là một cái tên thương hiệu rồi, cho nên là khi mà bắt đầu đọc tên thì có vài bạn giơ tay rồi sau đó là giơ quá trời, có nghĩa là các bạn đang nhớ là anh Phương Dừa. Phương Dừa thì phải nói là tên Phương Dừa các bạn cũng biết hết, là trong đó có nhiều chương trình giải trí rất là hấp dẫn, cho nên là các con nếu như có dịp các con cũng có thể là bấm subscribe, có nghĩa là đăng ký kênh Phương Dừa nha. Mục tiêu phát triển chung đúng không ạ? Dạ. Thưa tất cả quý vị, còn bây giờ chắc có lẽ là sân khấu của chúng ta sẽ gần một tràng pháo tay thật lớn thôi, là bởi vì ngày hôm nay thay vì chúng ta gặp nghệ sĩ này trên sân khấu á, là với những bộ đồ vest thật là sang trọng và đẹp lộng lẫy đúng không? Nhưng ngày hôm nay với một bộ đồ chỉ giản dị thôi, bởi vì muốn đến gần hơn với bà con cũng như là muốn đến gần hơn với các bạn nhỏ. Tuy nhiên giọng hát và cô ca của người nghệ sĩ này luôn luôn động dũng mãi trong lòng tôi. Xin mời quý vị chúng ta dành một chào tay thật lớn để chào đón nghệ sĩ lớn đưa ra sân khấu Kim Tiểu Long. Dễ thương, mặt đẹp trai nha. Không phải là Long xin lỗi cho cô chú anh chị của mình.
quý ban của mình với là tất cả các thầy cô, tất cả các con học sinh ở trường. Là bởi vì Long thấy chương trình từ thiện á, là tại vì do nơi là nếu mà mình mặc đồ đẹp mới đi đến á, Long thấy là những cái chương trình khác mình khiêng nước nè, rồi mình truyền nước nè, mình trao nước cho nhau. Long lại tưởng là Long sẽ xuống là Long sẽ truyền nước nè, rồi Long trao những cái bình nước, Long phải khiêng những cái bình nước cho nên Long phải ăn mặc đồ như vậy. Chứ nếu mà mặc đồ vét thì lát làm sao mà chuyện cho đổi. Đổi có ngồi, mặc đồ vét thì ngồi trong máy lạnh. Nhưng mà ở đây là mình đi làm từ thiện là mình phải mang đôi dép. Mình mặc cái quần này và mặc cái áo này. Đúng không các con? Chứ bây giờ mà lỡ mà khiêng thùng nước thì mang đôi dài. Rồi mặc đồ đẹp nữa làm sao chú Long khiêng nước rồi chú Long chuyện cho các con được. Đúng không? Các con hóa tay thật lớn quá nào. Dễ thương quá. Ở miền Tây của mình là cái nôi cải lương nha các con nha. Cho nên là làm gì làm tất cả các cô chú, các anh chị. Hồi nãy là các cô chú làm ca nhạc rồi ha. Nhưng mà chú Long sẽ tập cho các con phải nghe tân cổ cải lương. Vì bởi vì cái bộ môn tân cổ cải lương của mình đó là cái nôi, mà không thể nào giống như một món ăn tinh thần vậy đó. Cho nên là chú Long phải tập cho các con nghe ba câu vọng cổ. Bài hát được đặt tên Hãy Lòng Mẹ Ơi. Các con mẹ ơi đừng ngập quân qua nhiều vui gian khổ điên tình đêm con giáp hàng với quân Thank you.
bạn à. Vỗ tay các con. Cảm ơn tất cả các thầy cô, tất cả ông bà cô bác anh chị cùng các con học sinh ngoan giỏi. Cảm ơn buổi giao lưu ngày hôm nay rất là nhiều. Các con ơi, không có cái chuyện gì lắm. Cái gì vậy? Chú chụp mình với con đi. Chú sẽ chụp. Yên tâm. Hình với con. Một lát nữa chụp. Ok, con sẽ chụp mình với con luôn. Các con ơi, các con có điện thoại đúng không? Các con bấm vô cái trang YouTube mới nhất của chú. Bây giờ chú Long đọc cái tên trước đi. Rồi mình nhìn đây cũng sao nha. Đây nè, cái kênh này nè, Cha Con Kim Tiểu Lập. Một nửa có cái video clip của các con mà hồi nãy giờ các con quậy á, chú Long đã đưa lên trên đây rồi. Rồi ký tên nữa, chú Long cũng đã đưa lên trên đây hết rồi. Các con cho một lượt subscribe YouTube kênh mới là cũng gặp được 5.000 người rồi. Subscribe là bây giờ các con nhớ bấm nha, Cha Con Kim Tiểu Long. Trong đó các con muốn coi Kim Tiểu Ly thì ngày nào cũng gặp chị Ly hết nha. Nhớ đăng ký rồi phải không? Thương quá. Bây giờ là mới có hơn một tuần là đã hơn 5.000 rồi. Hôm nay các con mà về bấm đăng ký nữa thì tối hôm nay chú Kim Tiểu Long sẽ ngủ rất ngon. Đó là biết đâu là tối hôm nay lên 7.000, 8.000, 10.000 sao đúng không các con? Thầy cô đâu rồi? Làm ơn mỗi người trong cái điện thoại bấm subscribe đăng ký kênh YouTube Cha Con Kim Tiểu Long nha. Hôm nay sẽ có clip bà con trên đây hết trơn luôn, gặp nhiều khách luôn. Rồi cảm ơn các con rất là nhiều. Dạ chào ngoại. Rồi các bạn học sinh ngồi tại chỗ, các quý bà con bác cũng ngồi tại chỗ và anh Long đây ngồi trên đây, dựng từ trên đây hướng xuống để có thể thấy hết khi hình hết các bạn học sinh là các quý bà con à. Rồi bây giờ các con bé Kim Tiểu Ly lúc nào cũng không bao giờ rời cha mình, đó là Kim Tiểu Long hết á, cho nên là bé Kim Tiểu Ly sẽ ngồi vào trong lòng yêu thương của ba Kim Tiểu Long. Và sau đó các con hãy nhìn vào cái chiếc điện thoại của cô để mà có một tấm hình thật đẹp nha. Rồi bây giờ các con đến một cái bàn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa qua đưa lại cho nó lung linh nha. Trời. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, quá dễ thương. Rồi chúng ta vỗ tay một lần nữa để dành tặng cho chú Kim Tiểu Long nào. Một ngày vỗ tay thật lớn, thật lung nhiệt à. Thưa tất cả quý vị, phải nói là ngày hôm nay chú Kim Tiểu Long, rồi cô nghệ sĩ được yêu mến Bình Tinh, các chú ca sĩ như là Nhật Minh, Trường Bảo, Cao Sĩ Hùng và chú cũng như là các cô chú đến với chương trình ngày hôm nay từ các đơn vị tài trợ, phải nói là cảm ơn bà con cũng như là các con rất là nhiều. Một lần nữa chúng ta muốn nói gì lên TikTok, lên TikTok. Bây giờ là để lên TikTok thì bây giờ các con vỗ tay một lần nữa thật lớn cho chú Kim Tiểu Long xin một lớn. Cảm ơn chú Kim Tiểu Long. Rồi cũng cảm ơn các con dành nhiều tràng pháo tay cho cô Bình Tinh, cho chú Nhật Minh, chú Ca Sĩ Hồn, Trường Bảo luôn nha. Cảm ơn các con rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị nghệ sĩ đến với chương trình ngày hôm nay. Thì phía đề của địa phương thì cũng có đôi lời phát biểu để gửi gắm những tình cảm, những trân trọng cảm ơn các anh chị, các quý mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã về với trường tiểu học Thành Thế An. Và sau đây xin trân trọng kính mời thầy Đỗ Công Nho, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thành Thế An sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời thầy. Các con dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thầy lên sân khấu để phát biểu chương trình của chúng ta.
quý nghị sĩ, quý mạnh thường quân đến từ Hồ Chí Minh, kính thưa chị Lâm Như Vùng, bí thư tỉnh đoàn, kính thưa các anh chị lãnh đạo của phòng giáo dục huyện Mòn, kính thưa đoàn thanh niên em, phó bí thư tỉnh ủy, kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến. Thì rõ ràng hôm nay chúng ta ngồi đây rất vinh dự được cái sự quan tâm của tỉnh đoàn kết nối với quý nghị sĩ nổi tiếng đến từ Hồ Chí Minh và quý mặt trời để tổ chức cái chương trình nước ngọt cho em. Thì trong chương trình này chúng ta cũng đã được thưởng thức rất là nhiều giọng ca tiếng hát của từng các nghệ sĩ nổi tiếng từ thành phố Hồ Chí Minh, và có hai cái giọng ca tuyệt vời đó là của hai cô đến từ địa phương. Và trong chương trình nữa thì chúng ta được các em được nhận các phòng học bổng đến từ mạnh quý nghệ sĩ quý Mạnh Thường Quân. Và một điều trân trọng nữa thì chúng ta quý bà con ta nhận được những giọt nước ngọt đến từ quý nhà đại trợ chia sẻ trong cái mùa hạn này. Thay mặt lãnh đạo của xã cùng nhà trường, xin chân thành cảm ơn quý nghệ sĩ quý Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cái sự kết nối của tỉnh đoàn để địa phương có được cái chương trình hôm nay là chương trình thật là đầy ý nghĩa. Thì quý cô bác bà con cũng biết thì đây là một cái nước ngọt, là những dòng nước ngọt nước ngào ngọt ngào của biết mà Thường Quân dành cho bà con trong mùa hạn hạn. Và đặc biệt thì có những cái phòng hoạt động cắt cho các em có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện hơn đến trường. Thì cũng kính thưa quý bà con, thì quý bà con cũng biết rồi, nói chung là chúng ta cũng phải nhìn nhận dần nhận thức rằng hôm nay thì với cái đầu mùa mưa là nước cũng ngọt dần. Tuy nhiên quý bà con cũng biết là đầu mùa mưa thì cái nguồn nước đó, nó chưa được cái an toàn, nó chưa được trong lành đó. Vì thế những giọt nước của quý nhà trời hôm nay là đầy ý nghĩa, hết sức là ý nghĩa. Một phần nữa cũng xin cảm ơn và tri ân sâu sắc đến quý nghệ sĩ quý nhà trời, và cảm ơn tỉnh đoàn, huyện đoàn cũng như các đơn vị liên quan đến tổ chức trong chương trình hôm nay. Cuối lời kính chúc quý nghệ sĩ quý nhà đại trợ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tất cả quý bà con chúng ta luôn làm ăn phát đạt. Chúc các em luôn an nhàn học giỏi. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Xin cảm ơn thầy Quảng Thanh Nhân. Rồi bây giờ chị xin mời các bạn học sinh ngồi ngay ngắn lại, thẳng hàng thẳng lối và giữ trật tự. Giúp chị một điều nhỏ này đúng không ạ? Được không? Nếu được cho một tràng pháo tay được không ạ? Rồi, cảm ơn sự quan của các bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý bà con cô bác và các bạn học sinh thân mến, tại chương trình lần này, quý nhà thành trợ Mạnh Thường Quân hỗ trợ năm nguồn nước dung tích 2 khối trị giá 15 triệu đồng, công trình nhà vệ sinh cho em trị giá 25 triệu đồng, học bổng cho 20 em học sinh cùng với 300 cân nước ngọt đến từ nhóm nhân vật Thế Thiện. Và sau đây xin mời anh Triệu Dân sẽ mời các chị nghệ sĩ tại vì ba chị nghệ sĩ sẽ tiến hành sân khấu chào mặt tượng trưng chào mặt địa phương. Và cũng xin trân trọng kính mời đồng chí Thành Thanh Tâm, bí thư huyện đoàn Võ Thị Nam, thầy Võ Văn Vương, hiệu trưởng trường trung học trường tiểu học Thành Thới A, và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điền, bí thư xã Hòa Thới A sẽ tiến hành sân khấu nhận lời tượng trưng từ và bây giờ chị Dân xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long và nghệ sĩ Minh Tinh, ca sĩ Nhật Minh. Ba nghệ sĩ sẽ đại diện cho các nghệ sĩ sẽ trao bản tài trợ cho chương trình. Xin được trân trọng kính mời các nghệ sĩ. Xin mời quý vị đại biểu về vị trí. Trong chương trình ngày hôm nay thì quý Mạnh Thường Quân cũng sẽ trao 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập. Và sau đây xin mời các em có tên tiến lên sân khấu. Chị Dĩ sẽ đọc tên lần lượt các em có tên nhanh chóng đứng lên sân khấu nhé. Xin mời em Võ Thanh Ngân, lớp 11.
Tiếng Anh sân khấu. Xin mời em Phan Ngọc Gia Huy. Xin mời em Cam Thị Ngọc Thanh. Xin mời em Đinh Thị Kim Anh. Xin mời em Đinh Thị Kim Anh. Xin mời em Hoài Nguyễn Gia Huy. Xin mời em Đào Văn Thanh. Xin mời em Lê Văn Thanh. Xin mời em Nguyễn Thị Thùy Vương. Xin mời em Đoàn Thị Diễm Huy. Em Lê Ngô Phạm Huy. Em Nguyễn Văn Tú. Em Nguyễn Minh Thiện. Em Huỳnh Thị Nhã Trân. Em Lương Văn Hoàng Huy. Em Lê Ngọc Tùng Vi. Em Mai Chí Thiện. Em Trần Thiện Nhân. Em Lê Thị Bảo Ngọc. Em Nguyễn Hoàng Gia. Em Lê Thị Kiều Minh. Và em Lê Thả Hân. Nhanh chóng tiến lên sân khấu. Và xin mời đại diện quý nhà tài trợ các bạn thường quân sẽ cùng tiến hành sân khấu chụp với các em một tấm hình lưu niệm những các em đã được giải học bổng ngày hôm nay, và học bổng thì Kim sẽ được gửi chuyển khoản về cho quý vị nhà trường. Xin cảm ơn ạ. Từ đây chị Lân xin được trân trọng kính mời nhà tài trợ Anna Nha Khoa, 2830 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10 cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long sẽ lên trao học bổng cho tất cả các bạn nhỏ học sinh. Xin được trân trọng kính mời. Và như em sẽ thông tin thêm, học bổng đã sẽ được chuyển khoản về phía nhà trường cho các em. Hiện tại là ở chương trình của chúng ta hôm nay thì quý nhà tài trợ sẽ chụp hình công tác ảnh lưu niệm với các em đường nhà học bổng ngày hôm nay ạ. Xin mời nghệ sĩ Bình Tinh cùng ra sân khấu đồng hành cùng với nhà khoa Anna, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng trao học bổng cho các con. Xin mời. Dạ xin kính chào quý bà con cô bác anh chị thân thương cùng với các em học sinh. Dạ em là Trang, xin mời em phép đại diện cho chị Dung Nhân Dung Dẻ. Dạ là chị giám đốc của nha khoa Anna và nhãn hàng Đại Nam Khoe cũng như là quỹ vun đắp yêu thương. Hôm nay do chị Dung đang đi công tác ở Úc không về kịp nên em xin phép anh thay mặt chị Dung để tới địa phương của mình để trao tặng. Xin cảm ơn anh Phạm Tử Long, chị Bình Tinh, anh các nghệ sĩ, anh nghệ sĩ ca sĩ Hùng, nghệ sĩ Nhật Minh đã cùng với Trang Dự và nghệ sĩ Trường Bảo. Dạ xin cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều, mong là đợt tới sắp tới những cái chương trình của Bến Tre của mình thì sẽ nhận được sự ủng hộ và các mạnh thường quân của kênh chị Dung Nhân Dung Dẻ, rồi cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị nghệ sĩ. Dạ bà con cô bác xin một tràng pháo tay tiền cười lớn ạ. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ chị Dân xin mời Nhật Vinh, ca sĩ Hùng, Trường Bảo chúng ta cùng nhau để chụp hình với các bạn nhỏ luôn. Rồi bây giờ các bạn nhỏ chúng ta cùng nhìn vào các cái hình ở phía trước và chúng ta nở một nụ cười Anna nha. Rồi bây giờ các con cười lên nào. Rồi bây giờ các con thả tim nha. 1, 2, 3, thả tim. Xin cảm ơn đơn vị tài trợ Nhật Hoa Anna. Và mời quý vị xin mời các bạn học sinh sẽ về vị trí, về chỗ ngồi của mình nhé. Thưa tất cả quý vị, những phần quà học bổng của các con thì đã thực hiện các hoạt động vì cộng đồng tại Bến Tre thì được sự ủy quyền của ban thường vụ tỉnh đoàn. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời các anh chị có tên đại diện các đơn vị tài trợ sẽ tiến lên sân khấu. Thưa cả đôi từ tỉnh đoàn. Xin được trân trọng kính mời đại diện cho Dung A. Rồi xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, xin mời nghệ sĩ Bình Tinh, xin mời nghệ sĩ Nhật Minh, ca sĩ Cao Xuân Hùng, ca sĩ Trường Bảo,
cùng với Kim Cúc Thương Dừa, rồi Nhã Hoa Anna, Dự Phẩm, Đi Đăng Khe, rồi Quỷ Công Đất Yêu Thương. Rồi. Xin mời các anh chị em để sân khấu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lâm Như Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bí thư tỉnh này sẽ chân thành cảm ơn cho các đồng chí. Chị Nhi xin mời các bạn học sinh chúng ta giữ trật tự vào về vị trí chỗ ngồi của mình. Sau khi chương trình kết thúc, các bạn sẽ có rất nhiều thời gian để chụp hình với các cô chú nghệ sĩ nha. Rồi, nhanh chóng về vị trí chỗ ngồi, giữ trật tự ổn định. Tiến ra 300 can nước nha cô chú chị. Dạ, phiếu là mỗi phiếu là mỗi thứ hai đồng phải không? Chụp vào một kia chụp trong. Chụp vào.
Anh Bảo ơi, anh Bảo, cái này mặc áo vest vô mà phát phát nước này cũng vui á nha. Dễ hiểu à? Có 30 lít à? Đó, bà con cô bác ở đây thì có cái một cái lá phiếu ở trên tay nha. Đó, từ ủy ban. Nước này, can này là như là nước uống. Coi anh Minh anh sắp hai canh nước nè. Anh Minh ơi. Anh Minh. Đúng rồi, hai can luôn. Mạnh dữ ha. Đó cô chú anh chị, cô chú anh chị nào mà xem trên những video mà có dung văn dung vẻ, đó là cái bàn tay ma thực này làm lên những cái chiếc video ở trên dung văn dung vẻ nha. Đó đó, cô chú anh chị mà xem được những video đẹp và video hài hước từ kênh dung văn dung vẻ là cái em này là người là quay nha. Con sách nổi không? Trời ơi, nó ghi cái canh nước 30 lít luôn á.
Bữa nay mà có bóng đê xuống là thôi hơi bị vui luôn á. Rồi vô trong lấy một tấm chung luôn đi. Khoan. Đúng rồi, áo xanh qua áo đen đi. Đó, đẹp luôn đó. Có thể chia sẻ cho em một chút xíu cảm nghĩ để cho bà con cô bác được biết về cái chương trình của ngày hôm nay ha. Rồi bây giờ cái chương trình hôm nay rất là ý nghĩa là bởi vì cái vùng ở Mỏ Cày này còn nước ngập mặn cho nên là bà con không có nước mà để uống, cho nên là hôm nay mình trao những cái bồn nước lớn và những cái thùng nước nhỏ này để cho bà con có để bà con sử dụng đó. Mà con người của mình làm những cái điều mà chia sẻ như thế này đó là một cái sự hạnh phúc của cái kiếp làm người nha. Cho nên là luôn luôn lúc nào cũng đồng hành, cả nhà đồng hành với Kim Tiểu Long nha. Hôm nay anh Long là không phải là xuống làm những việc gì bà con không, mà anh Long còn có rất nhiều quỹ ủng hộ cho cái quỹ của nó biểu thương để làm cái hạt quỹ như thế này. Không phải chỉ chương trình này nữa, đã 2-3 chương trình rồi mà anh Long đồng hành với lại nó cũng được. Sắp tới những cái chương trình từ thiện hay là thiện nguyện gì đó chứ là mọi người thì cứ vào cho Long hay trước. À anh Long ơi, với cho em hỏi một cái nữa, anh có đôi lời gì chia sẻ tới với chị chợ mới không? Không hết hả? Lời rồi. Hết lời rồi. Hết lời rồi. Hay quá hiểu không? Hết lời với con chợ mới rồi. Cái vợ có hồi nào? Và năm nay bao nhiêu tuổi? Ai cũng gọi là chợ mới quê tôi ca có con tông nữa. Các em mà thấy cái clip mà Long hát chưa, là mọi người đó khán giả vô nói chị dung văn dung vẻ đâu rồi, vô coi bài chợ mới kìa. Cảm ơn chị Dung ơi, nhớ Dung nhiều. Dung ơi, hãy quay những cái clip này lại tại vì chị Dung út ơi. Út cảm nhận như thế nào cái chương trình của ngày hôm nay mà khi mà chị 4D mà giao duyên với Út á? Dạ vui chứ, với anh hai nè, rồi xong là gặp mặt bà con bác nữa, nhưng mà đáng lý là có Dung là sẽ vui hơn nữa đó, nên là Dung tranh thủ về là đi tiếp nha Dung ơi. Quá tuyệt vời. Ok rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà, cảm ơn Dung Văn Dung Vẻ anh Na, cảm ơn bà con. Trời, nãy giờ bây giờ